Em làm gì đấy? Em đang chuẩn bị đi nấu cơm ấy mà. Nấu cơm sao mà nhìn lén lút thế? Đâu có lén lút cái gì đâu. Mà thôi anh vào nghỉ ngơi đi. Em vào nấu cơm tí là xong ấy mà. Được thì để anh thái cho. Em vào cắm cơm đi. Cái này không được. Sao lại không được? À ý em là cái miếng thịt này em để cho ngày mai rồi. Hôm nay có đồ ăn rồi anh ạ. Này, em đang giấu anh cái gì đúng không? Em có giấu anh cái gì đâu. Thôi anh cứ vào nghỉ ngơi đi. Em nấu cơm một tí là xong. Hơi muộn bây giờ. Anh nói cho em biết nhá. Anh mà phát hiện ra em giấu anh cái gì ấy, thì liệu hồn đấy, biết chưa? Em biết rồi mà. Đi đi đi. Anh ra rồi à? Ngồi xuống ăn cơm đi anh. Không dám. Phận ăn nhờ ở đậu thì làm sao mà dám để chủ nhà gọi mấy lần được. Với lại là có gì đâu mà ăn. Anh nói cái gì đấy? Em với anh là vợ chồng của nhau. Người lạ đâu mà bà cứ bảo như thế. Với cả bình thường anh cũng đưa tiền sinh hoạt cho em mà. Nên là em nấu ăn bồi bổ cho anh đấy. Chả biết là bồi bổ cho tôi hay là thêm thằng nào nữa. Anh nói cái gì kỳ đấy? Nói cái gì cô tự hiểu. Thế cô có ăn không? Hay là cô no rồi? Anh cứ kệ em đi, em đang ăn kiêng mà. Anh làm sao đấy? Tôi nói cho cô biết này. Cô còn định giấu tôi đến bao giờ nữa? Hả? À, cô làm vợ mà cô hư thân mất nết. Có đồ ăn ngon thì cô giấu đi. Hay là cô định để cô ăn riêng thằng nào hả? Anh nói gì em không hiểu. Không hiểu á? Thế tôi hỏi cô nhá. Cô biết tôi thích ăn thịt luộc. Thế tại sao không có thịt luộc? Bảo sao mấy hôm nay cô nhất định không cho tôi động vào đồ ăn trước là như nào hả? Tôi hỏi cô, tháng này cô tiêu hết bao nhiêu tiền rồi? Thì anh đưa em 6 triệu với cả còn đây còn 500. Được rồi, 500 này từ bây giờ tôi tịch thu. Sinh hoạt trong nhà từ bây giờ nha, tôi lo. Để tôi xem ấy, cô còn lấy tiền còn nuôi trai ở đâu được nữa. Anh em giải thích cho chứ. Mẹ chờ con có lâu không ạ? Mẹ ăn đi mẹ. Lý này, con đừng làm như thế này nữa. Nhớ thằng Đạt nó biết con tuồn đồ ăn đâu cho mẹ. Mẹ chỉ sợ nó làm gì con thôi. Mẹ không phải lo cho con đâu. Anh Đạt có chửi con một câu hay đánh con một hai cái, con không được. Bọn con là con trai, con dâu. Mà để mẹ thiếu thốn thì cả đời này con ăn năn lắm mẹ. Tất cả cũng là tại mẹ hết. Cái mác chồng nó không những làm khổ mẹ mà làm cho các con tủi hổ nữa. Hai người làm cái trò gì đấy hả? Có tin tôi kiện hai người không? Tao thách cả mẹ con nhà mày đấy. Nếu như không có nhờ mẹ mày, bố và bọn tao thì anh em tao đã có một gia đình tròn vẹn. Chuyện này là như nào hả? Sao bà nói với tôi là bố tôi mất từ khi bà đang mang thai tôi cơ mà? Như này là như nào? Tại vì ngày xưa mẹ chót dại, mẹ tin lời bố con nên là mẹ không biết là bố con đã có vợ có con như thế này. Bà còn trách bố tôi à? Bố ơi, bố nhìn xuống người tình của bố à? Tôi nói cho bà biết này, ngày mai là đám cưới của con trai bà. Nếu như hai mẹ con bà không có đi ấy, đừng có trách. Đi. Cháu. Bà phá nát hết rồi đấy. Nếu như hồi xưa bà mà không lăng loạn ấy thì sao con dám nói mẹ như thế? Bây giờ bà đi luôn đi. Mai tôi cưới Ly rồi. Bà mà ở đây, mai bọn nó đến bọn nó quậy tung hết lên à? Làm sao mà mẹ có thể đi được? Mẹ phải ở lại để lo tôi cho con không chứ. Cần. Tôi chỉ xin bà, nếu như bà thương tôi thì bà bỏ cái danh phận là tiểu tam đi. Tôi xin bà đấy. Thôi bà đi về đi. Cái Đạt ơi. Đạt ơi.
Mẹ nói thì các con không tin, nhưng mà thực sự mẹ bị bố con lừa. Khi mẹ biết ông ấy đã có vợ có con thì mẹ đã có bầu thằng Đạt mất rồi. Lúc đấy ông ta cũng trở mặt với mẹ. Bố mẹ biết, ông bà cũng đuổi mẹ đi. Bởi vì cái thời ấy, tội không chồng mà chửa là tội lớn lắm con ạ. Mãi sau này mẹ mới dám quay trở về quê. Nhưng không ngờ hai đứa con của ông ta vẫn ở đây. Mẹ cứ yên tâm, con sẽ tìm cách để đưa mẹ về. Thì cô định tìm cách nào? Còn bà nữa, bà định sống chui lủi như này đến khi nào? Anh đừng nói thế với mẹ chứ. Mẹ cũng có nói khối riêng của mình mà. Sao anh không chịu hiểu cho mẹ? Tôi hỏi bà, tất cả những gì bà nói từ nãy đến giờ có phải là sự thật không? Mẹ chưa bao giờ dám có ý định lừa dối con. Lúc nào mẹ cũng nơm nớp lo sợ cái ngày này xảy ra. Mẹ xin lỗi con. Cả đời này mẹ chỉ muốn xin lỗi con thôi. Mẹ đừng làm thế. Anh Đạt, anh còn là con người được không? Mẹ vất vả lam lũ vì anh, bây giờ gặp chuyện anh đối xử với mẹ như thế à? Mẹ đi đây, các con sống tốt nhá. Mẹ đi đây. Anh Đạt. Mẹ, con mất yêu. Mẹ phải sống với vợ chồng nhà con nhá. Đạt, con tha thứ cho mẹ thật à? Chỉ là lâu nay con không hiểu được mẹ. Mẹ tha thứ cho con mẹ nhá. Con xin lỗi mẹ ạ.